vấn giám khảo The Face diễn về máy tính chưa cắm điện. Tập 11 chương trình The Face Việt Nam gương mặt thương hiệu chọn ra 3 gương mặt xứng đáng bước vào chung kết. Phần thi nổi bật của Phí Phương Anh và Trúng Huyền Thanh giúp team Hồ Ngọc Hà giành chiến thắng, đồng nghĩa với việc lộ diện top 3 là Phương Anh, Huyền Thanh và Lê Hà. Tuy nhiên, huấn luyện viên Hà Hồ bất ngờ thay đổi cục diện kết quả khi quyết định loại Lê Hà, trao quyền vào chung kết cho Khánh Ngân. Ca sĩ nói, tôi không cứu thí sinh, tôi chỉ trao lại cơ hội cho người xứng đáng. Trong tập 11, 4 chiến binh xinh đẹp trải qua 2 thử thách chụp ảnh cùng vũ công và quay TVC quảng cáo điện thoại. Lưu Phước Thịnh và Tóc Tiên tham gia thử thách quyết định loại người chơi với vai trò giám khảo. Sau phần thi của 4 cô gái xinh đẹp, giám khảo khách mời và các huấn luyện viên cùng ngồi lại để bình luận về diễn xuất của các thí sinh chọn ra đội chiến thắng. Tuy nhiên, khán giả phát hiện dàn huấn luyện viên The Face và giám khảo khách mời cùng bình luận với chiếc máy tính chưa cắm nguồn điện. Lưu Phước Thịnh còn chạm vào bàn phím để chuyển sang các phần thi. Thậm chí khi chương trình phát sóng, phần nhận xét này chỉ được ghi hình từ phía trước, nghĩa là phần trước màn hình máy tính không được bất kỳ máy quay nào ghi lại. Điều này khiến nhiều khán giả càng nghi ngờ huấn luyện viên The Face và giám khảo khách mời đang diễn quá sâu bên màn hình không hiển thị các clip quảng cáo của thí sinh. Một số tài khoản mạng xã hội tỏ ra nghi ngại. Rõ ràng chiếc máy tính chưa được cắm điện nhưng các giám khảo và huấn luyện viên rất nhiệt tình nhận xét, thật khó hiểu. Liệu kết quả cuộc thi có công tâm không? Nhà sản xuất để lộ khuyết điểm trên sóng truyền hình mà các giám khảo cũng diễn quá, biết là truyền hình thực tế nhưng không nghĩ như vậy.